dược liệu chứa alkaloid. Sau khi học xong bài, các bạn cần đạt được 3 mục tiêu sau. 1. Giải thích được khái niệm, trạng thái thiên nhiên, tầm quan trọng của alkaloid để phân biệt dược liệu với nhóm hoạt chất khác. 2. Phân tích được đặc điểm, thành phần hóa học, công dụng dược liệu chứa alkaloid để nhận biết và hướng dẫn sử dụng an toàn hiệu quả. 3. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, kỹ năng phân tích tình huống, tổng hợp kiến thức, thảo luận nhóm. Bài học gồm các nội dung sau. Trong phần đại cương về alkaloid, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm về alkaloid, sự tạo thành alkaloid trong cây, tầm quan trọng của alkaloid trong dược liệu. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một số dược liệu chứa alkaloid. Khái niệm về alkaloid, người đầu tiên đưa ra khái niệm alkaloid cho rằng alkaloid là những hợp chất hữu cơ, có chứa nitơ có phản ứng kiềm và được lấy từ thực vật. Sau này người ta đã tìm thấy alkaloid không những có trong thực vật mà còn có trong động vật. Ngoài tính kiềm, alkaloid còn có những đặc tính khác như hoạt tính sinh học mạnh, có tác dụng với một số thuốc thử gọi là thuốc thử chung của alkaloid. Trên cơ sở đó, Polonovsky định nghĩa alkaloid là những hợp chất hữu cơ chứa nitơ, đa số có nhân dị vòng, có phản ứng kiềm thường gặp trong thực vật, đôi khi có trong động vật, thường có dược lực tính mạnh và cho những phản ứng hóa học với một số thuốc thử gọi là thuốc thử chung của alkaloid. Tuy vậy cũng có một số chất được xếp vào alkaloid, nhưng nitơ không ở dị vòng mà ở mạch nhánh. Sự tạo thành alkaloid trong cây, hiện nay, bằng phương pháp dùng đồng vị phóng xạ, người ta đã chứng minh được alkaloid được tạo ra từ các axit amin. Ngoài ra, trong cấu trúc alkaloid, còn có những hợp chất khác, như gốc acetat tham gia vào. Qua công trình nghiên cứu sinh tổng hợp các alkaloid đi từ tiền chất là các axit amin rất phong phú. Qua nghiên cứu các nhà khoa học cũng thấy nơi tạo ra alkaloid không phải luôn là nơi tích tụ alkaloid. Nhiều alkaloid được tạo ra ở rễ, lại vận chuyển lên phần trên mặt đất của cây, sau khi thực hiện những biến đổi thứ cấp, chúng được tích tụ ở lá, quả hoặc hạt. Hàm lượng alkaloid ở phần ngọn đạt mức tối đa vào lúc cây ra hoa và giảm đi khi quả chín. Tầm quan trọng của alkaloid trong dược liệu. Alkaloid là những chất có hoạt tính sinh học, có nhiều chất rất độc, tác dụng của alkaloid thường khác nhau và tác dụng của dược liệu không phải bao giờ cũng giống như các alkaloid tinh khiết được phân lập. Nhiều alkaloid có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương gây ức chế như morphine, codeine, hoặc gây kích thích như caffeine. Nhiều chất tác dụng lên hệ thần kinh giao cảm, gây kích thích như ephedrine, làm liệt giao cảm như escotamine, hoặc kích thích phó giao cảm như pilocarpine. Có chất gây liệt phó giao cảm như atorzopin, có chất phong bế hạch giao cảm như nicotine. Trong alkaloid có chất gây tê tại chỗ như cocaine, có chất làm giãn cơ trơn chống co thắt như papaverine. Có alkaloid làm tăng huyết áp như ephedrine, có chất làm hạ huyết áp. Có alkaloid có tác dụng diệt ký sinh trùng như quinine đối với ký sinh trùng sốt rét. Trên thế giới hiện nay, dùng nhiều thuốc tổng hợp song vẫn phải dùng đến alkaloid lấy từ cây cỏ. Vì có chất chưa tổng hợp được, và có nhiều chất tổng hợp được song giá thành quá đắt không phù hợp, hoặc tác dụng của chất tổng hợp không hiệu quả bằng chất lấy từ cây cỏ. Do đó alkaloid lấy từ thiên nhiên vẫn được sử dụng nhiều. Một số dược liệu chứa alkaloid, mà hoàng, ớt, ít mẫu, hồ tiêu, lựu, cau, cả độc dược, canh kina, ipeca, thuốc phiện, bình vôi, vàng đắng, hoàng liên gai, hoàng bá, hoàng đằng, phung nem, mã tiền, hoàng nàn, cây lá ngón, dừa cạn, lạc tiên, thường sơn, cà phê, mức hoa trắng, ô đầu, bách bộ. Dịch ma hoàng là thân phơi khô của cây thảo ma hoàng, trung ma hoàng, hoặc mộc tạc ma hoàng. Dược liệu có vị cay, đắng, tinh ấm, tác dụng bình xuyễn, khứ hàn, giải biểu và lợi niệu, thường được nhân dân sử dụng trong bài thuốc chữa hen suyễn, viêm phế quản, cảm lạnh, cảm cúm, viêm cầu thận cấp. Thảo ma hoàng là cây thân thảo, chiều cao chỉ khoảng 30-70cm và thân mọc thẳng đứng. So với mộc tạc ma hoàng, đốt của thảo ma hoàng dài hơn, khoảng 3-6cm và trên thân có nhiều rãnh dọc. Lá mọc vòng từng ba lá một hoặc mọc đối xứng, lá tiêu biến thành những vảy nhỏ, đầu lá nhọn và cong,
phía trên màu tro trắng và phía dưới có màu hồng nâu, quả thịt có màu đỏ. Hoa đực cái mọc khác cành, tuy nhiên cụm hoa đực thường có nhiều hoa hơn khoảng 4 đến 5 đôi. Trung ma hoàng có chiều cao và đốt dài tương tự như thảo ma hoàng, nhưng cành lớn hơn, đường kính khoảng 2mm. Trong khi đó, cành của thảo ma hoàng chỉ có đường kính khoảng 1,5mm. Mộc tạc ma hoàng còn gọi là mộc ma hoàng hay sơn ma hoàng, cũng là loại cây nhỏ, thân hóa gỗ, mọc thẳng đứng, cao tới 2 mét, cành nhỏ phần nhánh nhiều. Màu xanh xám, đốt ngắn hơn có 13 đến 14 rãnh dọc, thường chỉ dài 1 đến 3cm, lá hình tam giác ngắn 1 đến 2mm, đầu lá không cuộn lại, hoa đực và hoa cái khác cành. Quả thịt hình cầu hồ không thò ra như thảo ma hoàng. Tác dụng của ma hoàng theo đông y, công dụng, khử tà nhiệt khí, giải biểu, khứ phong, phát biểu, bình xuyễn, tiêu phù, lợi niệu, tán tụ, chỉ khái nghịch thượng khí, tuyên phế. Chủ trị, hen suyễn, sốt cao, ôn dịch, trúng phong, ngoại cảm phong hàn, phù thủng, huyết trệ ở sản hậu, mắt đỏ sưng đau. Tác dụng của ma hoàng theo nghiên cứu dược lý hiện đại, cao lỏng từ vị thuốc ma hoàng, khi tiêm vào động vật thực nghiệm nhận thấy hô hấp tăng, giãn mạch máu ngoại vi và hạ huyết áp. Rễ ma hoàng có tác dụng ngược lại với ma hoàng có tác dụng phát biểu, làm ra mồ hôi, nhưng rễ ma hoàng có tác dụng cầm mồ hôi, vị thuốc ma hoàng có tác dụng ức chế virus gây cúm. Hoạt chất ephedrine trong dược liệu có tác dụng hưng phấn trung khu hô hấp, khiến tinh thần phấn chấn, hưng phấn vào não và làm giảm tác dụng của thuốc ngủ. Ngoài ra, ephedrine còn có tác dụng co mạch và tăng huyết áp, nhưng tác dụng thường chậm và kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Thuốc cấy có thắt cơ bàng quang và gây ứ nước tiểu. Alkaloid trong dược liệu có tác dụng kích thích quá trình sản sinh dịch vị và bài tiết nước tiểu. Ephedrine trong dược liệu có tác dụng làm giãn cơ trơn khí quản, chống co thắt phế quản và cải thiện các triệu chứng của hen suyễn, viêm phế quản cấp và mãn tính. Tinh dầu từ dược liệu có tác dụng hạ thân nhiệt đối với chuột nhắt có thân nhiệt bình thường. Ma hoàng có thể gây ra mồ hôi nhiều, vì vậy sử dụng liều cao hoặc dài ngày có thể khiến cơ thể suy nhược. Để làm giảm tác dụng này, nên dùng ma hoàng nướng mật để làm giảm trạng thái phát hãn. Lưu ý, khi sử dụng dược liệu ma hoàng, không dùng dược liệu ma hoàng cho trường hợp phế hư kèm sốt cao, chứng biểu hư ra nhiều mồ hôi. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân cao huyết áp và suy tim. Trong trường hợp không có dược liệu ma hoàng, có thể sử dụng mộc tạc thảo để thay thế, dược liệu kỵ thạch phi và tế tân. Không dùng cho người bị thổ huyết, phụ nữ mang thai và cơ thể vốn khí hư, suy nhược. Ma hoàng là một trong những vị thuốc quý hiếm, có nhiều công dụng hữu ích đối với quá trình điều trị các bệnh lý về phế và thận. Tuy nhiên do tác dụng phát hãn mạnh, nên bạn cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng dược liệu này. Ớt thuộc cây thảo, mọc hàng năm ở vùng ôn đới, sống lâu năm, phần thân phía dưới hóa gỗ ở vùng nhiệt đới, cây có nhiều cành nhẵn, lá mọc so le, đầu nhọn. Hoa màu trắng mọc đơn độc ở kẽ lá ra hoa gần như quanh năm, song nhiều nhất vào tháng 5 đến tháng 6, quả mọc rủ xuống hoặc quay lên trời, chỉ thiên. Hình dáng quả thay đôi có thể tròn, có thể dài, khi chín có màu đỏ, màu vàng hay tím, trong chứa nhiều hồ dẹt trắng, quả dùng tươi hoặc phơi sấy khô, lá thường dùng tươi. Ớt dùng ngoài làm giảm đau các bệnh đau khớp, đau dây thần kinh dùng dưới dạng cồn, băng rán, thuốc mỡ, dùng riêng hoặc phối hợp với thuốc khác, liều dùng. Dùng trong 0,1 đến 0,3 gram bột hoặc 0,05 đến 0,5 gram cồn ớt chia 3 lần uống trong ngày, dùng ngoài tùy theo chỗ đau, lá ớt dùng tươi chữa mụn nhọt, rắn rết cắn. Ích mẫu là cây thảo, bộ phận dùng phần trên mặt đất có nhiều lá, gọi là ích mẫu thảo. Ích mẫu thu hoạch vào mùa hè, khi hoa chớm nở, cắt cây về rũ sạch đất cát, phơi sấy khô. Quả ích mẫu, thường gọi là hồ, hay sung úy tử, quả, sung úy tử, thu hái vào mùa thu, khi quả chín, cắt cả cây phơi khô, đập và rũ lấy quả, quả màu nâu bóng dài 1 đến 2mm. Tác dụng và công dụng, ích mẫu đã được sử dụng làm thuốc từ lâu đời, nhất là với phụ nữ sau khi sinh, chữa dòng huyết, tử cung co hồi không tốt. Rối loạn kinh nguyệt, khí hư bạch đới quá nhiều, ngoài ra ích mẫu còn dùng chữa cao huyết áp, viêm thận và làm thuốc bổ huyết. Quả ích mẫu dùng làm thuốc thông tiểu, chữa phù thủng, suy tư, mắt mờ, liều dùng. Ích mẫu thảo 10 đến 12 gram trên ngày, dạng thuốc sắc hoặc cao thuốc. Quả ích mẫu dùng 6 đến 12 gram trên ngày dạng thuốc sắc. Hồ tiêu không chỉ được dùng làm gia vị, mà còn là dược liệu có nhiều tác dụng chữa bệnh như phong thấp, động kinh, đau bụng tiêu chảy,
đau dạ dày. Liều lượng được khuyến cáo là 2-4 gram mỗi ngày. Hồ tiêu là một loại cây thân leo, dài, sống lâu năm, thân cây mọc cuốn trên cây khác hoặc trên các trụ được dựng sẵn bằng rễ, vỏ ngoài thân cây nhẵn, không chứa lông tơ. Lá cây hồ tiêu có hình dáng tương tự như lá trầu không nhưng thuôn dài hơn, từ các kẽ lá đâm ra hai nhánh, một nhánh mang quả và một nhánh để chứa các chất dinh dưỡng phân bổ nuôi quả cũng như các bộ phận khác của cây, hoa mọc thành cụm hình đuôi sóc, có cụm dài cả gang tay. Quả tiêu hình cầu nhỏ, mỗi chùm có đến 20-30 quả mọc chi chít nhau, ban đầu quả có màu xanh lục, sau đó già đi và từ từ ngả vàng, rồi chuyển sang màu đỏ khi chín. Quả mang một hồ duy nhất được bao bọc bên trong lớp vỏ mỏng. Hồ tiêu được chia thành hai loại phổ biến là hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng. Trong đó, hồ tiêu đen là tiêu còn nguyên vỏ sau khi khô sẽ chuyển sang màu đen và bên ngoài nhăn nheo. Hồ tiêu đen có mùi thơm hơn tiêu trắng, nhưng lại không cay bằng hồ tiêu trắng, còn được gọi là tiêu sọ. Quả tiêu được loại bỏ đi lớp vỏ bên ngoài và chỉ còn lại hồ, khi phơi khô sẽ có màu trắng ngà hoặc hơi xám, khi ăn tiêu trắng sẽ ngay lập tức có cảm giác cay nồng. Hồ tiêu với liều nhỏ có tác dụng tăng dịch vị, dịch tụy, kích thích tiêu hóa, làm ăn ngon, liều cao kích thích niêm mạc dạ dày, gây sung huyết và viêm cục bộ, gây sốt, viêm đường tiết niệu, đái da máu. Ngoài công dụng làm gia vị, hồ tiêu làm thuốc kích thích tiêu hóa, giảm đau, chữa đau răng, chữa đau bụng, yển lòng, cảm lạnh. Ngày dùng 1-3 gram dưới dạng bột hay thuốc viên thường phối hợp với thuốc khác. Hồ tiêu còn có tác dụng sát khuẩn, diệt ký sinh trùng, do đó còn dùng hồ tiêu bảo quản quần áo len, dạ. Liệu là vị thuốc quý trong y học cổ truyền, quả, vỏ rễ và vỏ thân của cây đều có tác dụng dược lý đa dạng và được sử dụng trong bài thuốc tẩy run sán, tiêu chảy, xạ trực tràng, ho lâu ngày, viêm họng, viêm amidan và chảy máu cam. Tuy nhiên, vỏ rễ của cây thạch liệu có độc tính nên tránh sử dụng cho người có thể trạng yếu, trẻ em và phụ nữ mang thai. Liệu là loài thực vật thân nhỏ, chiều cao khoảng 4-6 mét. Vỏ cây có màu nâu xám, sần sùi, một số cành có thể có gai, rễ hóa gỗ, hình trụ và mọc khỏe. Quả liệu được dùng ăn như một loại trái cây thông thường. Vỏ quả được sử dụng làm dược liệu, thạch liệu bì. Vỏ rễ và vỏ cây cũng có thể được dùng để làm thuốc, nhưng ít phổ biến hơn, quy vào kinh đại tràng và vị. Quả liệu được dùng ăn như một loại trái cây thông thường. Vỏ quả được sử dụng làm dược liệu, thạch liệu bì. Vỏ rễ và vỏ cây cũng có thể được dùng để làm thuốc, nhưng ít phổ biến hơn, quy vào kinh đại tràng và vị. Tác dụng của cây thạch liệu theo đông y. Vỏ quả có tác dụng trị huyết, trị tà, sáp trường và khử trùng, chủ trị chứng lỵ mãn tính, tả lâu ngày, đau bụng do nhiễm run sán, chảy máu âm đạo tử cung, xạ trực tràng và có máu trong phân. Vỏ rễ và vỏ thân có tác dụng trừ sán, sát trùng, được dùng để chữa nhiễm run sán. Ngoài ra, vỏ rễ còn có tác dụng tương tự thạch liệu bì nhưng có tác dụng sát trùng mạnh hơn nên thường được dùng để chữa chứng đau bụng do nhiễm khuẩn. Quả liệu có tác dụng trì khát, sinh tân, tăng thủy dịch trong cơ thể. Nếu dùng quả liệu chua thì có thêm tác dụng làm săn niêm mạc ruột, sáp trường, hoạt tả, cầm máu. Thường dùng để trị chứng đau bụng do nhiễm ký sinh trùng, kiết lỵ lâu ngày, ỉa chảy, khí hư, băng lậu và đới hạ. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, tác dụng kháng khuẩn. Dược liệu có tác dụng ức chế trực khuẩn mồ xanh, tụ cầu vàng, trực khuẩn lỵ, phầy khuẩn tả, liên cầu khuẩn, vi khuẩn lao, vi rút cúm và một số loại nấm gây bệnh ở người, tác dụng chống ký sinh trùng. Hoạt chất trong vỏ quả liệu có tác dụng ức chế run móc. Tác dụng ức chế tế bào ung thư, các thành phần chống oxy hóa trong quả liệu có tác dụng ức chế quá trình tăng trưởng của tế bào ung thư. Tác dụng đối với tim mạch, nước ép từ quả liệu có tác dụng giảm nồng độ cholesterol và tăng cường lưu lượng máu tuần hoàn trong động mạch vành tim. Do đó, quả liệu có tiềm năng được sử dụng để phòng ngừa và điều trị chứng đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim. Tác dụng đối với da, tan nanh trong thạch liệu có tác dụng làm săn da và sát trùng, kháng khuẩn mạnh. Độc tính, sử dụng alkaloid trong thạch liệu với liều cao có thể gây ngưng thở và chết súc vật thực nghiệm. Nếu dùng liều thấp hơn có thể gây mệt mỏi, theo cảm giác châm chích, chóng mặt, giật đùi chân, rối loạn thị giác. Dùng liều cao có thể gây ngủ, hoa mắt, tiêu chảy, chóng mặt, nôn mửa, đau đầu và giãn đồng tử. Tác dụng chống viêm mãn tính, liệu là một trong những loại trái cây chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào.
một số nghiên cứu khoa học cũng đã cho thấy loại quả này có tác dụng ngăn ngừa hiện tượng viêm mãn tính, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2, ung thư, bệnh tiểu đường, Alzheimer. Tác dụng phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt, chiết xuất từ quả lựu có tác dụng làm chậm và tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Tác dụng hạ huyết áp, uống nước ép từ quả lựu thường xuyên có thể hạ huyết áp đáng kể. Các hợp chất chống oxy trong quả lựu có thể kiểm soát hiện tượng viêm ở khớp và hạn chế các triệu chứng đau nhức phát sinh. Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, lựu có tác dụng hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương do giảm lưu lượng máu. Tác dụng chống nấm, hợp chất thực vật trong quả lựu có tác dụng chống lại hoạt động của nấm candida, một loại vi nấm gây nhiễm trùng âm đạo, dạ dày và da. Cách dùng, liều lượng, thạch lựu được sử dụng chủ yếu ở dạng sắc uống với liều lượng 15-30g trên ngày. Cau là cây có thân mọc thẳng, cao 10-20m, đường kính 10-15cm, thân cột mang một bó lá ở trên ngọn, các lá rụng để lại vết ở trên thân, lá xẻ lông chim, có bẹ to. Trong cụm hoa, hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới, hoa đực nhỏ màu trắng, thơm, hoa cái to hơn, quả hạch hình trứng, cau được trồng ở nhiều nước vùng nhiệt đới, có nhiều ở vùng nhiệt đới châu Á và Đông Phi. Người ta thường trồng cau lấy quả ăn trầu, nước ta cau cũng được trồng ở khắp nơi, nhất là các tỉnh gần biển. Cau trồng bằng hạt, thường 4-5 năm mới có quả, bộ phận dùng là hạt và vỏ quả. Hạt, còn gọi là binh lang, tân lang, vỏ quả còn gọi là đại phúc bì. Khi quả chín lấy hạt và vỏ quả phơi hoặc sấy khô, hạt cau dùng làm thuốc chữa sán dây, thường phối hợp với hạt bí ngô. Qua nghiên cứu thấy nước sắc hạt cau có tác dụng làm tê liệt sán dây, chỉ có tác dụng làm tê liệt mạnh ở phần đầu. Trái lại hạt bí ngô có tác dụng chủ yếu làm tê liệt khúc giữa và khúc đuôi con sán, cho nên có thể dùng như sau. Sáng sớm lúc đói ăn 60-120g hạt bí ngô, cả vỏ, hoặc 40-100g, đã bóc vỏ, 2 giờ sau uống nước sắc hạt cau. Trẻ em dưới 10 tuổi uống 30g, phụ nữ 50-60g, người lớn 80g. Nửa giờ sau uống một liều thuốc tẩy, nằm nghỉ đợi thật buồn đi ngoài đi vào chậu nước ấm. Người ta còn phối hợp hạt cau với thường sơn để chữa sốt rét. Vỏ quả cau, đại phúc bì, y học cổ truyền dùng chữa thủy thủng, bụng báng nước, tiểu tiện khó, ngày 6-12g, dạng thuốc sắc. Cả độc dược thường được sử dụng như vị thuốc giúp làm giảm say xè, giảm đau nhức xương khớp và cải thiện triệu chứng cảm lạnh, sốt cao. Bên cạnh đó, thuốc còn có tác dụng điều trị hen phế quản, hen suyễn và một số bệnh lý khác. Đặc điểm sinh thái của cả độc dược là loại cây thân thảo, sống hàng năm với phần gốc của thân cây hóa thân gỗ, cây cao khoảng 1-2m, thân và cành non có màu tím hay xanh lục, có sẹo lá và nhiều lông mịn. Lá cây mọc so le với phiến lá nguyên có hình chứng nhọn. Cả hai mặt lá đều có lông, hoa có hình giống hoa loa kèn, mọc đứng và mọc đơn ở kẽ lá. Cánh hoa có màu trắng, đài hoa có màu xanh và phía trên có 5 răng, quả có hình cầu, màu xanh và có gai, khi chín, quả nở thành 4 mảnh, hạt có màu nâu vàng và nhăn nheo. Bộ phận dùng, lá và hoa, thu hái, lá cây, đặc biệt là lá bánh tẻ thường được hái vào lúc cây sắp hoặc đang ra hoa, còn đối với hoa thường hái vào mùa thu, chế biến. Sau thu hoạch, hoa và lá được đem sấy hoặc phơi nhẹ, bảo quản, nơi khô thoáng, tránh ẩm, tính ôn, vị cay và có độc. Tác dụng dược lý, theo đông y, cả độc dược có tác dụng giảm ho, ngừa suyễn, chống co giật, chống đau và trị phong thấp đau nhức. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng hỗ trợ điều trị đau bụng, say xe, Parkinson, ho gà, hen phế quản và đổ mồ hôi quá nhiều. Về mặt lâm sàng, cả độc dược còn dùng như vị thuốc chống trĩ và giúp điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như chữa đau khớp hoặc đau dây thần kinh tọa. Bên cạnh đó, chúng còn được dùng trong thạch cao để điều trị chứng rối loạn hành vi và rối loạn tâm thần. Cách dùng và liều lượng. Cách dùng, thường dùng dưới dạng sắc, liều lượng, tùy thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và một số vấn đề khác mà liều lượng dùng ở mỗi người không giống nhau, tác dụng phụ. Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh có thể gặp phải các tác dụng phụ như khô miệng, sốt, bí tiểu, đổ mồ hôi, co thắt, da khô đỏ, nhịp tim nhanh, ảo giác, co giật, hôn mê, thị lực mờ. Ngoài các triệu chứng nêu trên, thuốc có thể gây nhiều phản ứng phụ khác nhau. Do đó, nếu gặp phải bất kỳ biểu hiện bất thường nào sau khi dùng cả độc dược, bệnh nhân nên ngưng sử dụng và đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.
Canh kina dược liệu dùng là vỏ thân cây canh kina, vỏ canh kina dùng làm thuốc chữa sốt, sốt rét, thuốc bổ. Với liều 1-5 hoặc 10 gram một ngày dưới dạng thuốc bột, thuốc viên, bột canh kina còn dùng rắc lên vết thương, vết loét. Vỏ canh kina chủ yếu hiện nay dùng làm nguyên liệu chiết các alkaloid, chất kinin. Kinin dùng làm thuốc sốt rét với liều 1-2 gram một ngày, chia làm nhiều lần uống, mỗi lần 0,05 gram. Đặc điểm thực vật của Invica là cây thảo, cao 20-40cm, sống lâu năm, cây luôn luôn xanh. Rễ gồm nhiều đốt ngón, hợp thành vòng như nhẫn quanh lõi rễ. Lá mọc đối, phiến lá bầu dục, lúc đầu có lông sau nhẵn, có hai lá kèm đính với nhau thành bẹ ở giữa hai cúng lá, hoa màu trắng. Quả hình trứng, chín có màu tím sẫm. Bộ phận dùng, rễ đã phơi hoặc sấy khô, dược liệu là những mẩu rễ nhỏ, ngoằn nghèo, dài 6-12cm, đường kính 3-4mm, mặt ngoài sủi thành từng ngấn, màu xám đỏ, mùi đặc biệt, buồn nôn, vị đắng. Tác dụng và công dụng. Alkaloid của Invica có tác dụng kích thích mạnh trên niêm mạc và da. Uống liều lớn bột Invica gây nôn, dùng liều nhỏ tăng phản xạ, kích thích niêm mạc dạ dày, phế quản tiết dịch và long đờm, do đó Invica làm thuốc long đờm. Liều dùng 0,01 đến 0,2 gram bột trên ngày, dùng riêng hoặc phối hợp. Invica làm thuốc gây nôn cho trẻ em và người yếu, người già vì nó ít gây mệt hơn các thuốc nôn khác, không dùng cho người đau tim và người bị xơ cứng mạch máu. Dùng liều 1,5 đến 2 gram bột với người lớn chia 2 đến 3 lần uống cách nhau 10 phút, trẻ em dùng 0,1 gram cho mỗi tuổi. Cần chú ý khi tán bột Invica, bụi Invica vào mắt dễ gây viêm mắt. Hoa to đơn độc mọc ở đầu thân hay đầu cành có cúng dài 12-14cm, hai lá đài màu xanh. Rụng sớm khi hoa nở, chàng có 4 cánh dài 5-7cm màu trắng hay tím hoặc hồng, nhiều nhị bao quanh một bầu có một ngăn gần 15-20 lá noãn dính liền nhau thành hình cầu. Quả nang hình cầu hoặc hình trứng dài 4-7cm, đường kính 3-6cm, ở đỉnh có núm, cương phình ra ở chỗ nối, chín có màu vàng xám, chứa nhiều hạt nhỏ, mỗi quả có 25.000-30.000 hạt. Hạt hơi giống hình thận, dài 0,5-1mm. Hoa to đơn độc mọc ở đầu thân hay đầu cành, có cúng dài 12-14cm, hai lá đài màu xanh. Rụng sớm khi hoa nở, chàng có 4 cánh dài 5-7cm màu trắng hay tím hoặc hồng, nhiều nhị bao quanh một bầu có một ngăn gần 15-20 lá noãn dính liền nhau thành hình cầu. Quả nang hình cầu hoặc hình trứng dài 4-7cm, đường kính 3-6cm, ở đỉnh có núm, cương phình ra ở chỗ nối, chín có màu vàng xám, chứa nhiều hạt nhỏ, mỗi quả có 25.000-30.000 hạt. Hạt hơi giống hình thận, dài 0,5-1mm. Trên mặt có vân hình mạng, màu xám hay vàng nhạt hoặc xám đen. Toàn thân cây có nhựa mủ màu trắng, để lâu thành nâu đen. Cây thuốc phiện được trồng từ lâu đời, nguồn gốc có thể ở vùng Trung Hải. Căn cứ vào đặc điểm của hoa, quả, hạt và cây người ta có thành các thứ sau. Thứ nhãn, hoa tím, quả hình cầu rộng, hạt đen tím trồng ở Trung Á. Thứ trắng, hoa trắng, quả hình trứng, hạt trắng vàng nhạt trồng tại Ấn Độ và Iran. Thứ đen, hoa tím, quả hình cầu ở phía dưới, mở lỗ trên mép đầu như hạt màu xám. Bộ phận dùng. Một là nhựa thuốc phiện lấy từ quả chín. Quan sát bên ngoài, bánh hình tròn hay hình vuông, có khi hình chữ nhật, mặt ngoài màu nâu đen, đôi khi còn sót những mảnh lá hay vỏ quả thuốc phiện. Mặt cắt mịn lổn nhổn, khi còn mới thì mềm dẻo, để lâu thì cứng, giòn mùi đặc biệt, vị đắng. Hai là quả. Quả chưa lấy nhựa, dùng cho công nghiệp chiết xuất alkaloid, có kèm theo đoạn cuống dài 10-12cm. Quả hái sau khi đã lấy nhựa, anh túc xác, cụ túc xác. Tùy theo thứ mà có hình dạng khác nhau, từ thành quả nang vào trong có 8-12 vách, phân chia quả thành các ô không hoàn chỉnh mang hạt. Quả thu hái trước khi chín hoàn toàn, có màu vàng xám nhạt, ở trạng thái khô quả không có mùi, vị hơi đắng. Phải loại hạt trước khi đem dùng trong ngành dược. Ba là hạt. Hình thận rất nhỏ, trên mặt có hình mạng màu vàng nhạt, trắng hoặc xám, nâu, đen tùy loại, nội nhũ có nhiều dầu, phôi rất nhỏ, hạt không có mùi vị dầu. Thứ tư là lá, đôi khi cũng dùng ngoài làm thuốc xoa bóp giảm đau. Thuốc phiện có tác dụng giảm đau tốt, song dùng lâu gây nghiện.
với hệ thần kinh trung ương, liều nhỏ lúc đầu kích thích gây cảm giác dễ chịu, sau làm mất cảm giác đau, liều cao gây ngủ, có tác dụng lên trung tâm hô hấp và hành tủy, làm nhịp thở lúc đầu nhanh, nông sau chậm lại khi ngộ độc có thể ngừng thở. Có tác dụng làm giảm kích thích ho. Với bộ máy tiêu hóa, liều nhỏ kích thích co bóp dạ dày có thể gây nôn, liều cao có tác dụng chống nôn. Công dụng và liều dùng. 1. Quả. Quả chưa trích nhựa, dùng để chiết xuất morphin, đa phần morphin được chuyển thành codein. Chế cao toàn phần để làm thuốc thay thế cho nhựa thuốc phiện, dùng làm thuốc giảm đau. Quả đã trích nhựa, anh túc xác. Làm thuốc chữa ho, tả, lị, đau bụng, giảm đau. Dùng 4-6g trong 24 giờ dạng thuốc xác hay hãm. 2. Hạt, làm thực phẩm cho người hoặc gia cầm, chim. Đa phần ép dầu để ăn, dùng trong công nghiệp sơn và dùng trong ngành dược. Dầu thuốc phiện dùng chế dầu iốt, dùng làm thuốc cản quang khi chiếu các xoang trong cơ thể, chế thuốc xoa bóp, thuốc mỡ. Bã dầu làm thức ăn gia súc. 3. Nhựa thuốc phiện, dùng làm thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc ho, chữa ỉa chảy. Nhựa thường phối hợp với các vị thuốc dạng cao đơn hoàn tán hoặc ở các dạng, dùng để chiết xuất alkaloid. 4. Lá, đôi khi dùng ngoài làm thuốc giảm đau. Chú ý, heroin là chế phẩm bán tổng hợp từ morphine, là chất ma túy gây nghiện rất mạnh. Dùng liều khoảng 0,06g có thể gây chết người sau khi tiêm. Bình vôi là loại thân leo phát triển từ củ, hình tròn, thường nằm ở khe đá, có củ có các nốt sần, đôi khi có rãnh nhỏ ngang dọc, nhựa từ thân và lá không mang màu. Lá đơn, mọc xò le, mép lá không có lông, cuống lá dài 6-25cm, gốc hơi phình lên và cong, phiến lá hình tim, ngọn lá hơi nhọn thuôn mặt dưới xanh lợt, có 9-11 gân xếp tỏa tròn. Do cuống lá dính vào 1/3 phiến lá tính từ gốc lá. Cụm hoa được dạng tán kép, cuống cụm hoa dài 3-12cm, mỗi cuống cụm hoa gồm nhiều tán, mỗi tán lại có nhiều tán cấp 2, mỗi cuống tán cấp 2 mang 4 tán cấp 3, kết thúc gồm 3 hoa với cuống của mỗi hoa rất ngắn, hoa được gồm 6 đài rời, xếp thành 3 vòng, kích thước gần như bằng nhau, đài hình trứng hẹp. 3 cánh hoa hình trứng màu xanh khi còn trong nụ và chuyển nâu vàng khi hoa nở. Bộ nhị hàn liên thành một trụ với 6 bao phấn màu vàng nhạt xếp thành vòng tròn. Khi hoa nở, các bao phấn mở nắp ngang ra xung quanh, hạt phấn nhỏ màu vàng. Cụm hoa cái dạng sim, tán, cuống các bông hoa ngắn xếp xít nhau, thành dạng đầu nối đầu, gồm 20-70 bông, sau cho 20-70 quả. Hoa cái bất đối xứng, mỗi hoa có một lá đài hình elip, hai cánh hoa gần như tròn, một đài và hai cánh hoa xếp lệch về một phía của hoa. Bầu hình trứng, núm nhụy chia 4-5 tùy dạng gai nhỏ, hầu như không có vỏ nhụy. Quả hạch hình trứng ngược, vỏ quả ngoài nhẵn. Lúc non màu xanh, chuyển sang màu vàng, rồi đỏ sẫm khi chín. Hạt hình trứng ngược, cụt một đầu vỏ hạch cứng, chia nhiều vạch, 17-20 vạch, giá noãn có lỗ thủng ở giữa. Mùa hoa tháng 2-4, mùa quả tháng 5-6. Ngoài ra, còn một số loài khác cũng có mọc ở nước ta. Bộ phận dùng là củ đã cạo sạch vỏ nâu đen. Trong củ bình vôi có alkaloid và một số chất khác như tinh bột, đường và axit hữu cơ. Tác dụng dược lý. Hoạt chất trong bình vôi có tác dụng an thần gây ngủ, hạ nhiệt hạ huyết áp kéo dài thời gian ngủ của các thuốc ngủ, có tác dụng chống co giật và sốc điện gây nên, gây tê niêm mạc và phong bế đối với tim, đối với hệ thần kinh trung ương. Liều thấp có tác dụng an thần gây ngủ, liều cao kích thích gây co giật dẫn đến tử vong. Ngoài ra, các hoạt chất có trong bình vôi còn có tác dụng giãn mạch, hạ huyết áp, tăng cường sinh sản kháng thể. Nên có tác dụng rõ rệt đối với bệnh giảm bạch cầu do bệnh nhân bị bong nguyên tử, do chiếu tia phóng xạ, do dùng thuốc chữa ung thư, sự biến động số lượng hồng cầu hoặc sắc tố máu, chưa thấy tác dụng phụ xuất hiện. Công dụng và liều dùng. Bình vôi đã được dùng từ lâu theo kinh nghiệm dân gian, bình vôi thái lát phơi khô chữa mất ngủ, ho, hen, sốt, lị, đau bụng. Ngày uống 3-6g dạng thuốc sắc có thể tán bột ngâm rượu 400 với tỷ lệ 1/1 5 phần rượu. Uống 5-15ml rượu trên ngày. Dùng làm thuốc chấn kinh, an thần dùng khi mất ngủ, trạng thái căng thẳng, một số trường hợp rối loạn tâm thần. Liều dùng 0,05g-0,1g dưới dạng viên. Ở Trung Quốc ngoài dạng viên 30-60mg, Zotudin còn có dạng tiêm. Zotudin sunfat uống 2ml, 60mg làm thuốc giảm đau,
an thần gây ngủ trong điều trị loét dạ dày hành tá tràng, đau dây thần kinh, mất ngủ lo âu, căng thẳng thần kinh, hen có thắt phế quản. Liều dùng 60-120mg có thể dùng tới 480mg trên ngày. Dùng làm thuốc giảm đau gây ngủ 30-90mg trước khi đi ngủ. Vàng đắng là loại dây leo to có phân nhánh leo lên những cây gỗ, cao, thân hình trụ đường kính 1,5-10cm, thân to màu vàng, thân già màu ngà, có đoạn có chú u phình to tròn và mắt, vết tích gốc lá. Cành non, lá non, cụm hoa và quả đều phủ một lớp lông mềm, lá đơn, nguyên, mọc so le, có cuống, đáy tròn hoặc lõm hình tim, đầu lá thuôn nhọn, cân lá hình chân vịt, mặt trên lá màu xanh lục, mặt dưới có lông bạc trắng. Hoa màu trắng phớt tím, mọc thành chùm ở thân đã rụng lá. Cuống hoa rất ngắn. Trong thân và rễ vàng đắng có becbenzin 1,5-3%. Công dụng và liều dùng. Nhân dân dùng thân và rễ cây làm thuốc hạ nhiệt, chữa sốt rét, chữa lị, hỉ chảy, đau mắt dùng dạng thuốc bột hay thuốc viên ngày uống 4-6 giờ. Dùng làm nguyên liệu để chiết becbenzin. Becbenzin clohydrate dạng muối dùng chữa lị, hỉ chảy, đau mắt ngày uống 0,02-0,2 gram dưới dạng thuốc viên. Hoa đơn tính, hoa được có 6 nhị, 3 nhị ngoài rời, 3 nhị trong có chỉ nhị hàn liền, hoa cái có 3 noãn, quả hạch hình cầu, mùa hoa và quả vào tháng 1 đến tháng 5, cây mọc hoang ở miền đồng bằng Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên còn có ở Lào và Campuchia. Thu hái gần như quanh năm, hái về thái mỏng, phơi sấy khô, bộ phận dùng gồm, thân và rễ. Người ta còn dùng chữa bệnh gan mật, vàng da, ăn uống không tiêu. Hoặc pha thành dung dịch 0,5-1% dùng để nhỏ mắt chữa đau mắt hay để rửa mắt. Cây mọc thành bụi cao 2-3 mét có cành vươn dài, vỏ thân màu vàng xám nhạt, mỗi đốt dưới chùm lá có gai 3 nhánh, dài 1-1,5cm. Lá mọc thành chùm 3-5 lá, có thể tới 8 lá ở một đốt cuống. Lá ngắn 0,5-1cm, phiến lá nguyên, hình mắc hẹp có răng cưa to cứng dài 4-7cm, rộng 1-1,5cm. Mặt trên màu xanh lục nhạt, mặt dưới màu vàng xám, hoa màu vàng mọc thành chùm ở kẽ lá. Quả mọng hình trái xoan, dài độ 1cm, đường kính 3-4mm, khi chín có màu tím đen. Trong chứa 3-4 hạt đen, mùa hoa tháng 5-7, mùa quả tháng 10-2 năm sau. Phân bố, bộ phận dùng, trồng hái và chế biến, cây hoàng liên gai mọc hoang ở Lào Cai, Sapa. Dùng thân và rễ cây, thu hái về cắt ngắn, thái mỏng đem phơi hay sấy khô. Trồng bằng hạt cây mọc và phát triển tốt ở vùng núi cao, 1.500-2.500 mét khí hậu mát, 2-3 năm sau có thể thu hoạch. Thân và rễ hoàng liên gai đều có becbenzin, 3-4%. Công dụng và liều dùng. Dùng làm nguyên liệu chế biến becbenzin. Dùng làm thuốc chữa lị, hỉ chảy, ăn uống kém tiêu, dùng dưới dạng thuốc sắc. Có thể uống dưới dạng bột. Ngoài ra người ta còn ngâm rượu chữa những triệu chứng của huyết áp cao như hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt. Ngậm chữa đau răng. Hoàng bá là vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, an thần tả hỏa, chủ trị hoàng đản, tiêu chảy, nhiệt lị, di tinh, mộng tinh, âm hộ xương đau. Tên gọi khác: nhiệt mộc, sơn đồ, hoàng nhiệt, nguyên bá, nhiệt bì. Hoàng bá là một loại thực vật dạng thân gỗ, to, sống nhiều năm, cây có chiều cao trung bình từ 10-17 mét, có nhiều cành, toàn thân và cành bao bọc một lớp vỏ dày, màu xám hoặc nâu xám. Mặt trong vỏ có màu vàng. Trong khi đó, các cành non mới phát triển thì lại có màu nâu tím. Lá cây hoàng bá hoặc dạng lá kép, thuôn nhọn ở đầu, mép nhẵn, không có răng cưa, có lá hình bầu dục nhưng một số lá lại có hình trứng thuôn dài, lá có màu lục sẫm, mặt trên đậm hơn mặt dưới. Gần giữa lá có phủ lông. Hoàng bá cho ra hoa vào tháng 5, tháng 7, hoa mọc thành cụm, phát triển ở ngọn thân hoặc ở các đầu cành, hoa thường có màu vàng nhạt. Đôi khi xen lẫn các hoa màu vàng lục. Kết thúc mùa hoa, quả hoàng bá bắt đầu phát triển từ tháng 10-12. Quả hình cầu, dạng quả thịt, lúc chín có màu tím than, mỗi quả có từ 2-5 hạt cứng. Cây hoàng bá mọc hoang tự nhiên trong các khu rừng rậm ở miền núi, cây phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều nhất là ở Trung Quốc, đến Đài Loan, Triều Tiên, Nhật và cả Việt Nam. Hiện nay, cây được đem về trồng nhiều ở đồng bằng để thu hái làm thuốc chữa bệnh. Vỏ cây hoàng bá phơi khô chính là bộ phận được dùng làm thuốc chữa bệnh. Vỏ cây hoàng bá được thu hoạch quanh năm, chỉ những cây có tuổi thọ từ 10 năm trở nên mới được thu hoạch, lớp vỏ dày bên ngoài thân và những cành to sẽ được bóc tách mang về. Sau đó dùng dao cạo hết lớp vỏ xù xì phía ngoài,
lấy phần vỏ màu vàng tươi cắt thành từng khúc ngắn cỡ 80cm, phơi cho khô hoặc đem sấy trước khi sử dụng. Theo Đông y Hoàng Bá, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, an thần, trừ lao, tả hỏa, hạ xích bạch, táo thấp, tiêu viêm, tươm, chủ trị vàng da, bệnh trĩ, da mồ hôi trộm, đau lưng, yếu chân, đau âm ỉ trong xương, tiêu chảy, nhiệt lị, di tinh, mộng tinh ở nam giới, bí tiểu, tiểu ra máu, mụn nhọt độc, lở loét lưỡi, miệng, mắt sưng đau, đỏ. Công dụng của hoàng bá theo nghiên cứu hiện đại, chiết xuất từ hoàng bá có tác dụng kháng khuẩn rõ rệt đối với các chủng vi khuẩn G-gram, G-gram dương. Ức chế hoạt động của một số loại nấm gây bệnh da liễu, hoàng bá cũng có tác dụng ức chế nhẹ đối với trùng roi. Thử nghiệm trên động vật bị cao huyết áp, kết quả hoàng bá có tác dụng hạ áp rõ rệt, giúp long đờm, ức chế thần kinh trung ương, gây liệt cơ nhưng có tác dụng yếu, làm tăng khả năng co bóp của các cơ trong ruột. Liều lượng, cách sử dụng, dùng trong, liều lượng mỗi ngày từ 6 đến 16 gram dưới dạng sắc uống hoặc tán bột làm hoàn, dùng ngoài, sắc nước rửa hoặc tán bột đắp ngoài da. Hoàng đằng là vị thuốc quý có vị đắng, tính hàn với tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, sát trùng. Từ lâu, loại dược liệu này đã được dùng phổ biến trong các bài thuốc chữa tiêu chảy, kiết lỵ, viêm ruột và một số tình trạng viêm nhiễm ngoài da, tên gọi khác, vàng đắng, dây vàng, nam hoàng liên. Hoàng đằng là loại cây dây leo to với phần thân già và rễ màu vàng. Phần thân cứng và có hình trụ, đường kính ở vào khoảng từ 5 đến 10cm. Lá cây mọc so le nhau dài khoảng từ 9 đến 20cm, chiều rộng ở khoảng 4 đến 10cm, cứng và nhẵn. Phiến lá có hình bầu dục với phần đầu nhọn và phần gốc là tròn hoặc cắt ngang. Mỗi lá sẽ có 3 gân chính rõ, phần cuống dài, hơi gần ở trong phiến, hai đầu thường phình lên. Hoa đơn tính, có màu vàng lục. Mọc thành từng chùm dài ở kẽ lá đã rụng, dài khoảng từ 30 đến 40cm và phân nhánh hai lần. Lá đài của hoa hình tam giác, hoa cái có 3 lá noãn, hoa đực có 6 nhị, phần chỉ nhị hẹp và dài hơn bao phấn. Mùa hoa ở vào khoảng từ tháng 5 đến 7, quả hạch có hình trái xoan, khi chín sẽ có màu vàng. Phần thân già và rễ của cây được sử dụng để làm vị thuốc. Dược liệu có nguồn gốc ở Malaysia và các quốc gia Đông Dương, cây phát triển tốt ở những vùng có đất ẩm ướt, riêng tại Việt Nam. Loại thực vật này được tìm thấy tương đối nhiều ở Nghệ An, các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Theo y học cổ truyền, công dụng, thanh nhiệt, tiêu viêm và sát trùng, chủ trị, chữa đau mắt, viêm ruột, tiêu chảy, sốt rét, lị, lở ngứa ngoài da, viêm tai, dùng làm thuốc bổ. Theo y học hiện đại, đa phần tác dụng dược lý của dược liệu hoàng đằng đều có được do hàm lượng hoạt chất beta-carotene dồi dào trong nó. Bao gồm tăng độ đàn hồi cho mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành của các mảng xơ vữa, đồng thời ngăn chặn cũng như ức chế sự phát triển của các phản ứng viêm, làm giảm chất béo triglyceride tích trữ tại gan, đồng thời làm giảm hàm lượng cholesterol xấu có trong máu. Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp làm tăng khả năng giãn nở và co bóp của tim. Ức chế vi khuẩn, giúp điều trị chứng tiêu chảy hay viêm kết mạc do nhiễm khuẩn. Hiện nay, một số dược chất có trong hoàng đằng còn được ứng dụng để sản xuất các loại viên uống cũng như thực phẩm chức năng nhằm hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Cách dùng, liều lượng, tùy thuộc vào mục đích sử dụng và từng bài thuốc mà có thể dùng dược liệu với nhiều cách khác nhau. Ví dụ như sắc lấy nước uống, tán thành bột mịn, làm viên hoàn hay sử dụng ngoài da. Liều lượng tham khảo dùng cho một ngày từ 6 đến 12 gram, tuy nhiên, có thể linh hoạt thay đổi khi kết hợp với những vị thuốc khác hay tùy theo từng bài thuốc. Các bộ phận của cây vông nem như lá, hoa và vỏ thân có tính bình, vị đắng có tác dụng an thần, làm lành vết loét, thường dùng chủ trị các bệnh như trĩ, phong thấp, chứng mất ngủ. Tên khác, cây vông, thích đồng bì, hải đồng bì, là loại cây thân gỗ, có chiều cao tới 10 mét, thân và cành có gai hình nón, ngắn. Cây phân thành nhiều nhánh với lá mọc so le, có ba chét hình tam giác, mép lá nguyên, có lá chét ở giữa lớn hơn lá chét hai bên và có chiều rộng hơn chiều dài, hoa mọc thành chùm dày, màu đỏ tươi. Mặc dù nhiều hoa nhưng cây vông nem có rất ít quả, hình dạng của quả giống như loại đậu, thắt giữa các hạt, mỗi quả chứa 4 đến 8 hạt hình thận có màu đỏ hoặc nâu. Cây vông nem được tìm thấy nhiều ở các nước như Lào, Ấn Độ, Campuchia, Myanmar, Indonesia, Sri Lanka. Bên cạnh đó, cây cũng được trồng nhiều ở đất nước ta. Bộ phận dùng, lá, hoa và vỏ cây, thu hái. Lá và vỏ cây vông nem thường được hái vào mùa xuân. Chế biến, dùng tươi hoặc khô, lá sau khi thu hoạch. Rửa sạch và phơi hoặc sấy khô.
phần vỏ thân, sau khi cạo sạch lớp bần khô bên ngoài, rửa sạch, thái mỏng và phơi. Bảo quản, nơi kín gió, lá và vỏ thân cây vông nem đều chứa alkaloid. Cụ thể, hàm lượng alkaloid trong lá chiếm 0,1-0,16%, còn trong vỏ thân là 0,6-0,9% và hạt là 2%. Bên cạnh đó, trong lá và vỏ thân còn chứa các saponin như tannin và flavonoid, và trong hạt chứa chất vô cơ, protein và chất béo. Tính bình, vị đắng nhạt, lá, tác dụng vào kinh vị và đại tràng, vỏ thân, vào hai kinh thận và can. Tác dụng, lá và vỏ thân cây vông nem thường được sử dụng điều trị bệnh như làm thuốc an thần chữa chứng mất ngủ, giúp kéo dài giấc ngủ, trị bệnh phong thấp, điều trị đau khớp, chữa tim hay hồi hộp. Điều trị trẻ em cam tích, trị viêm ruột hề chảy, chữa viêm da, trị ung độc, chữa trĩ. Cách dùng và liều lượng, lá, vỏ và hoa cây vông nem thường được sử dụng dưới dạng thuốc sắc và thuốc đắp, liều lượng sử dụng tùy thuộc vào dạng thuốc, bộ phận sử dụng của cây vông nem. Lá và vỏ thân cây vông nem có chứa alkaloid với độc tính nhẹ, vì vậy, nếu lạm dụng, nấu nước canh hoặc sắc thuốc quá đặc có thể dẫn đến tình trạng sụp mi, đây là hiện tượng mi trên sụp xuống như buồn ngủ, nhưng trên thực tế bệnh nhân không ngủ được. Ngoài tác dụng phụ này ra, người bệnh còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cơ khớp rã rời. Mã tiền là vị thuốc quý, đem lại nhiều công dụng hữu ích đối với sức khỏe như chỉ thống, tiêu thũng, mạnh gân cốt, thông kinh lạc và mạnh tỳ vị. Tuy nhiên độc tính trong dược liệu có thể gây liệt hô hấp và tử vong, vì vậy bạn cần thận trọng khi sử dụng vị thuốc này để chữa bệnh. Tên gọi khác, củ chi, phan mộc miết, mắc xèn xứ. Cây mã tiền là thực vật thân nhỏ, vỏ xám, mọc thẳng đứng, cây non thường có gai, nhưng rụng đi khi phát triển, lá hình bầu dục, hai đầu hơi nhọn, mọc đối xứng, gần lá hình lông chim. Hoa mọc thành sim, nhỏ, màu hồng hoặc vàng. Cây mã tiền cành vuông, cây dây leo, dài từ 5 đến 20 mét, thân gỗ và vỏ ngoài có màu nâu. Cành non thường có 4 cạnh, lá màu xanh, mặt bóng, phiến lá hình mác và mọc đối xứng, hoa mọc ở kẽ lá, dạng cụm, màu vàng nhạt. Quả màu vàng cam, hình cầu, đường kính từ 4 đến 5 cm, bên trong chứa 1 đến 6 hạt, cây mã tiền Trung Quốc. Cây thân nhỡ, mọc leo, phiến lá thon, rộng 2 đến 4 cm, dài 6 đến 10 cm, cành màu nâu, có lông mịn bao phủ. Hoa mọc ở nách lá, hoa gờ đầu các cành cao, quả mọng, hình cầu, đường kính từ 1,5 đến 3 cm, bên trong chứa từ 3 đến 7 hạt, mã tiền hoa nách. Cây mọc leo hoặc đứng, thân gai, không có lông, lá hình tim hoặc tròn, dài 2,5 đến 8 cm, hoa mọc ở ngọn cành hoặc nách lá, màu trắng, quả hình cầu. Bên trong chứa 1 đến 3 hạt, đường kính từ 1 đến 2 cm. Cây mã tiền hoa tán, cây nhỡ, mọc leo hoặc thẳng đứng, thân có gai, không lông. Phiến lá hình tròn hình tim, rộng 2 đến 4 cm, dài từ 3 đến 8 cm. Hoa mọc thành chùm ở ngọn cành hoặc nách lá, hoa có màu trắng, quả hình cầu, đường kính nhỏ từ 1 đến 2 cm và chứa 1 đến 3 hạt bên trong. Bộ phận dùng là hạt đã phơi hoặc sấy khô. Hạt hình đĩa dẹt mép hơi lồi lên, đường kính 1,2 đến 2,5 cm, dày 4 đến 8 mm, một số hạt hơi méo mó, không đều, màu xám nhạt mặt bóng do có một số lông tơ mượt tới giữa mọc tỏa ra xung quanh, giữa một mặt có một số lỗ lồi nhỏ, rốn từ rốn có một đường hơi lồi, sống noãn. Hạt gần như chỉ cấu tạo bởi nội nhũ sừng rất cứng, cây mầm rất nhỏ nằm trong khoảng giữa nội nhũ, không mùi vị rất đắng. Vị đắng, tính hàn, độc tính rất mạnh, quy vào kinh tỳ và can. Công dụng của mã tiền theo đông y, công năng, chỉ thống, tiêu thũng, tê bại, thông kinh lạc, tán kết, mạnh tỳ vị, trừ phong thấp và mạnh gân cốt, chủ trị. Đau nhức xương khớp, bại liệt, đau tê, viêm âm đạo, viêm họng, nhọt độc. Công dụng của mã tiền theo nghiên cứu dược lý hiện đại. Tác dụng với tuần hoàn và tim mạch, làm co mạch máu ngoại vi và làm tăng huyết áp. Tác dụng đối với thần kinh trung ương và ngoại vi. Ở liều nhỏ, dược liệu có tác dụng kích thích, nhưng dùng liều cao có thể gây co giật. Tác dụng đối với hệ tiêu hóa nói chung và dạ dày nói riêng, mã tiền làm tăng tốc độ chuyển thức ăn sang ruột và kích thích tăng tiết dịch vị.
Tuy nhiên, nếu dùng sống, dược liệu có thể gây rối loạn co bóp dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Độc tính, dược liệu có độc tính cao, khi bị ngộ độc bệnh nhân thường hay nôn mửa, ngáp, sợ ánh sáng, mạch nhanh, yếu và chảy nhiều nước dãi. Ở liều cao hơn, có thể gây co giật nhẹ, tứ chi cứng đờ và xuất hiện những triệu chứng của bệnh uốn ván như lồi mắt, rút gần hàm, co bắp thịt, đồng tử mở rộng, ngạt. Ở liều cao, mã tiền gây liệt hô hấp và dẫn đến tử vong. Khoáng ngàn là cây leo đơn độc hoặc phân nhánh, cành có tua cuốn và móc cứng như sừng. Vỏ thân xám có nốt sần sùi màu nâu đỏ, lá mọc đối nhau có 3 gân nhô lên ở mặt chính dưới lá. Hoa không cuống, mọc thành chùy dạng ngủ ở đầu cành, phủ lông màu hung nâu. Quả mọng hình cầu, đường kính 4-5cm, vỏ quả cũng dễ vỡ hạt nhiều, hình cúc áo có lông mượt vàng ánh bạc dày 18mm. Khoang ngàn thường mọc ở một số tỉnh miền Bắc, thường bóc vỏ thân vỏ cành phơi sấy khô. Ngâm vỏ vào nước 12-24 giờ, cạo hết lớp vàng bên ngoài rồi ngâm nước vo gạo 3 ngày đêm, mỗi ngày thay nước một lần rửa sạch trước khi dùng đem sao qua, nghiền tán thành bột có thể trước khi tán bột tẩm với dầu vừng sao qua. Bộ phận dùng: vỏ cây, miếng cuộn tròn dài 10-15cm, rộng 2-3cm, dày 1,5-2mm. Mặt ngoài sần sùi, màu nâu xám, có đốm trắng vàng hay vàng thẫm, mặt trong nhẵn, màu nâu đen, có đường vân dọc, vị đắng. Công dụng và liều dùng. Khoang ngàn là vị thuốc rất độc, do đó khi dùng phải chế biến để giảm độc. Khoang ngàn chế được dùng chữa chó dại cắn, chữa phong, ghẻ và một số bệnh ngoài da khó chữa. Trong một số đơn thuốc chữa thấp khớp có người dùng vị hoàng nàn, chế liều tối đa 1 gram trên lần 40 gram trên 24 giờ. Một vài nơi còn dùng hoàng nàn chế làm thuốc cường dương, kích thích sinh dục nữ. Tên khác: cỏ ngón, đoạn trường thảo, hồ mạn đằng, câu vẫn, thuốc rút ruột, ngón vàng. Đặc điểm thực vật và phân bố. Cây lá ngón là loại cây mọc leo, thân và cành không có lông, trên thân hơi có khía dọc. Lá mọc đối hình trứng, hay hơi hình mắc mép nguyên, nhẵn dài 7-12cm, rộng 2,5-5,5cm. Hoa mọc thành sim ở đầu cành hay kẽ lá, cánh hoa màu vàng. Mùa hoa vào tháng 6-8-10. Quả nang dài, màu nâu, dài 1cm, rộng 0,5cm. Hạt nhỏ quanh mép có rìa mỏng, màu nâu nhạt, hình thận. Mọc hoang phổ biến ở miền rừng núi nước ta, nó còn mọc ở một số nước vùng nhiệt đới châu Á và Bắc Mỹ. Tác dụng và công dụng. Các alkaloid của cây lá ngón có độc tính rất mạnh, nhân dân ta không dùng cây này làm thuốc, nhưng cần biết để tránh lấy nhầm vào những cây thuốc khác, gây độc chết người. Ngộ độc, nôn mửa, hôn mê, giãn đồng tử, ngạt hô hấp, các cơ bị mềm nhũn, đau bụng dữ dội, chảy máu dạ dày ruột. Cấp cứu, phải lập tức sử dụng phương pháp tổng hợp lúc đầu rửa dạ dày, duy trì nhiệt độ hô hấp nhân tạo, dùng thuốc kích thích đồng thời tùy hiện tượng mà xử trí cho thích hợp. Cây hoa dừa cạn, bông dừa thường được trồng để làm cảnh vì cây xanh tốt và nở hoa quanh năm. Ngoài ra thân, rễ và lá của cây còn được dùng ngoài để chữa vết bỏng nhẹ, zona thần kinh và đau nhức mô mềm. Bên cạnh đó, vị thuốc này còn được kết hợp với một số dược liệu khác trong bài thuốc uống hỗ trợ điều trị ung thư, tiểu đường, cao huyết áp và bệnh trĩ. Tên gọi khác: bông dừa, trường xuân và hoa hải đằng. Dừa cạn là loài thực vật thân thảo, nhỏ, chiều cao chỉ khoảng 40-80cm. Rễ cây phát triển, phần thân dưới hóa gỗ, thân trên dạng thảo và mềm. Cây thường mọc thành bụi, lá xanh quanh năm, thường mọc đối xứng, phiến hình trứng dài, rộng 1-2,5cm, dài 3-8cm, hai đầu hẹp nhọn. Bộ phận dùng là: rễ, thân cây và lá của cây dừa cạn được sử dụng để làm thuốc. Dừa cạn mọc hoang và được trồng nhiều ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Thu hái quanh năm. Sau khi hái về đem rửa sạch, phơi hoặc sấy khô hoàn toàn. Bảo quản nơi khô thoáng, tránh ẩm và nhiệt độ cao. Tính mát, vị đắng. Công dụng của cây dừa cạn theo đông y. Tác dụng: tiêu viêm, tiêu thũng, hoạt huyết, thông tiểu và hạ áp. Chủ trị: tiêu hóa kém, nhị, đái tháo đường, tiểu tiện khó, cao huyết áp, bỏng nhẹ, ung thư, mất ngủ. Công dụng của cây dừa cạn theo nghiên cứu dược lý hiện đại. Tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư bạch cầu, bệnh máu trắng. Dược chất trong dừa cạn có tác dụng ức chế tế bào ung thư, nhưng có thể gây ức chế thần kinh và gây hại cho thai nhi. Lá và thân bông dừa có tác dụng lọc máu và làm săn da. Thành phần hóa học trong cây dừa cạn có tác dụng lợi tiểu và tẩy run. Điều trị bệnh ung thư máu, tăng huyết áp, tiểu đường, dấu nơ thần kinh, bỏng nhẹ, mất ngủ, rong kinh, nhiễm trực khuẩn lỵ, bệnh trĩ, u xơ tuyến tiền liệt và khí hư ở nữ giới. Cách dùng liều lượng. Bông dừa được sử dụng chủ yếu ở dạng cao lỏng, sắc uống hoặc đắp ngoài.
Nếu dùng uống chỉ nên sử dụng từ 8 đến 20 gram dược liệu khô trên ngày. Lạc tiên là một loại dược liệu thiên nhiên thường được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ cải thiện chứng mất ngủ, ngủ không ngon giấc, thanh nhiệt cơ thể. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, cây lạc tiên cũng có một số tác dụng dược lý rất có lợi cho sức khỏe. Lạc tiên thuộc dạng thân leo, có nhiều tua cuốn, bên trong rỗng. Toàn cây có lông mềm, lá dài khoảng 7 cm, rộng khoảng 10 cm, chia thành 3 thùy nhọn, mọc xa le. Các tua cuốn thường mọc ở các nách lá, hoa màu trắng, có tràng phụ hình sợi. Màu tím. Quả lạc tiên hình tròn, được bao bọc bởi lá bắc. Quả sống có màu xanh vị chua, quả chín vàng có vị ngọt, ăn được. Hầu hết các bộ phận của lạc tiên đều được sử dụng để làm dược liệu, trừ phần rễ. Cây lạc tiên được thu hái vào tất cả các mùa, nhưng tốt nhất là mùa xuân. Sau khi thu hái, người ta sẽ rửa sạch dược liệu, cắt ngắn thảo dược và đem phơi, sấy khô. Lạc tiên có vị ngọt, hơi đắng, tính mát. Tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, an thần, thanh nhiệt, chỉ thống. Dạng thuốc sắc, ngày dùng khoảng 20-40 gram dược liệu lạc tiên để sắc lấy nước uống. Bệnh nhân có thể uống 3-4 cốc lạc tiên sắc nước mỗi ngày. Uống trước khi ngủ khoảng 1 tiếng. Dạng chiết xuất lòng, có thể dùng khoảng 45 giọt trên ngày trước khi đi ngủ. Dạng viên nang, liều dùng trung bình khoảng 90mg trên ngày. Liều dùng của lạc tiên của mỗi bệnh nhân hoàn toàn khác nhau. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, tuổi tác và một số vấn đề liên quan. Để sử dụng lạc tiên an toàn, tốt nhất, bạn nên trao đổi vấn đề này với bác sĩ trước khi áp dụng. Khi sử dụng quá liều, dược liệu lạc tiên có khả năng để lại một số tác dụng phụ sau đây. Rối loạn chức năng vận động. Người mệt mỏi, lo lắng, bồn chồn, không tỉnh táo. Buồn nôn. Nhịp tim nhanh bất thường. Luôn buồn ngủ. Không phải ai cũng gặp phải tất cả các tác dụng trên hoặc những tác dụng phụ chưa được liệt kê đủ. Hiện nay, vẫn chưa có bất cứ thông tin đảm bảo an toàn nào về việc sử dụng thảo dược này lên da. Điều chế. Lạc tiên được bào chế dưới dạng thuốc sắc, trà, ngâm rượu, chiết xuất chất lỏng. Tên khác, hoàng thường sơn, thực tất, áp niệu thảo, kê niệu thảo. Thường sơn là cây nhỡ cao lờ đến 2 mét, thân rỗng dễ gãy, vỏ ngoài nhẵn màu tím. Lá mọc đối hình mắc hai đầu nhọn, mép lá có răng cưa, mặt trên xanh, mặt dưới và gân tím đỏ. Hoa nhỏ, màu xanh hay hồng, đài hợp, nhiều nhị, hoa mọc thành chùm ở các kẽ lá hay đầu cành. Quả mọng khi chín có màu xanh lam, đường kính 5mm, một ngăn chứa nhiều hạt nhỏ hình quả lê dài dưới 1mm. Lá hình mác có cuống, mép có răng cưa. Bột lá, biểu bì trên và dưới có lông che chở đơn bào, thành hơi dày sần sùi. Tế bào ở phiến lá có tinh thể cankia salad hình kim. Rễ, hình trụ, cong queo, dài 0 lít đến 30cm, đường kính l đến 2cm, mặt ngoài màu nâu hoặc màu xám có vết dọc và vết của rễ con, có chỗ bị chóc ra để lộ gỗ màu vàng nhạt, trên cùng còn vết gốc thân, rễ rắn chắc như xương nên còn gọi là kế cốt thường sơn, mặt cắt ngang có màu vàng nhạt, tia gỗ hình nan hoa màu trắng. Cây mọc hoang nhiều ở vùng núi Việt Nam. Thu hoạch rễ vào tháng 8, tháng 10, đào rễ, rửa sạch đất, cắt bỏ rễ con, phơi sấy khô có thể tẩm rượu 2 đến 3 giờ, xào vàng hoặc chưng với rượu. Thu hoạch lá, hái quanh năm xong tốt nhất lúc cây sắp và đang ra hoa. Hái về rửa sạch dùng tươi hoặc thái nhỏ phơi khô, đem xào vàng hay chưng với rượu. Hoặc tước bỏ hết sống lá, đồ chín phơi khô khi dùng tẩm rượu một đêm rồi xào qua. Bộ phận dùng, rễ. Trong rễ có tủy màu trắng rỗng không mùi vị hơi đắng. Có tác dụng chữa sốt rét mạnh hơn quinin do đó được dùng để chữa sốt rét, sốt cách nhật. Ngày dùng 6 đến 12 gram dưới dạng thuốc sắc. Dùng sống hay gây nôn cần tẩm rượu và sao. Thường dùng thường sơn phối hợp với thuốc khác để chữa sốt rét. Có nhiều loại cà phê, cà phê chè, cà phê mít, cà phê vối. Ở Việt Nam chủ yếu có 3 loại, cà phê chè, cà phê mít, cà phê vối. Cây cà phê sống lâu năm, thân gỗ, cao 3-5 mét cà phê chè hoặc 0 lít đến 15 mét cà phê vối, mít. Vỏ thân thường mốc trắng, cành chia làm hai loại, các chồi vượt và các cành ngang mọc từ các mắt của chồi vượt, các cành tạo thành tầng quanh thân chính và cành vượt. Lá đơn, mọc đối, hình dạng khác nhau tùy theo loài, hình trứng hay lưỡi mác cà phê chè, cà phê vối. Hình bồ dục cà phê mít, hoa lưỡng tính. Quả lúc non màu xanh, khi chín màu đỏ tím có lớp thịt quả bọc quanh hạt. Mỗi quả có hai hạt dính vào nhau, bề mặt phẳng phía trong mặt ngoài hạt cong hình bầu dục. Cà phê có nguồn gốc ở Ethiopia ngày nay được trồng ở nhiều nước có khí hậu ẩm trên thế giới. Nước ta ở vùng đồi núi Trung Du của các tỉnh miền Trung, miền Bắc và được trồng nhiều ở Tây Nguyên. Bộ phận dùng, thu hái, chế biến, hạt và lá. Caffeine có tác dụng trợ tim, lợi tiểu nhẹ dùng trong bệnh nhiễm khuẩn viêm phổi thương hàn, ngất, phù thủng, chữa suy tim, kích thích thần kinh, đau dây thần kinh.
Người lớn uống 0,25 đến 1,50 gram dạng viên, bột, proteo, dung dịch, chia nhiều lần trong ngày, có thể tiêm dưới da 0,25 đến 1,50 gram trên ngày. Trẻ em 2 tuổi trở lên dùng 0,02 đến 0,05 gram chia nhiều lần trong ngày. Mức hoa trắng là một cây thuốc nam quý, cây to hay nhỏ còn phụ thuộc vào nơi sinh sống, có thể cao tới khoảng 12 mét. Cành non nhẵn hoặc có mang lông tơ màu nâu đỏ, trên bề mặt có chứa nhiều bì không trắng rõ. Phần sẹo lá còn sót lại sẽ nổi hẳn lên. Lá mọc đối và gần như không có cuống cũng không có lá kèm, hình bầu dục, cả phần đầu và đáy đều có thể tròn hoặc nhọn. Chiều dài lá khoảng 12 đến 15 cm, còn rộng khoảng từ 4 đến 8 cm, mặt lá bóng có màu xanh lục nhạt, hoa có màu trắng, mọc thành sim. Ở đầu cành hoặc kẽ lá, mùa hoa ở vào khoảng tháng 3 đến tháng 7. Quả màu nâu có vân dọc hơi hình cung, dài khoảng 15 đến 30 cm và rộng chỉ từ 5 đến 7 mm. Mùa quả khoảng từ tháng 6 đến 12. Trong quả chứa nhiều hạt dài 10 đến 20 mm, rộng khoảng 2,5 mm và dày khoảng 1 đến 1,5 mm màu nâu nhạt. Đáy hạt tròn với phần đầu hơi hẹp lõm một mặt và trên mặt còn có một đường màu trắng hơi nhạt. Chùm lông của hạt dài 2 đến 4,5 cm có màu hơi hung. Hạt và vỏ thân là hai bộ phận chính của cây được sử dụng để làm vị thuốc. Dược liệu được tìm thấy ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia hay Miễn Điện. Riêng ở nước ta, cây mọc hoang khắp nơi. Điển hình nhất là các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Thời điểm thu hái dược liệu thích hợp nhất là vào mùa thu đông khi quả đã chín ra. Có thể dùng cả ở dạng tươi hay đem đi phơi hoặc sấy khô để bảo quản dùng dần. Theo y học cổ truyền, chữa kiết lỵ, ngăn ngừa và điều trị bệnh viêm đại tràng. Chữa lỵ âm ít, tăng cường chức năng tiêu hóa. Theo y học hiện đại, dược liệu có khả năng diệt giun, đồng thời có tác dụng với cả kén và âm ít. Dược liệu chứa hoạt chất có tác dụng gần giống với morphine, bao gồm kích thích sự co bóp ở ruột và tử cung, làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà có thể dùng dược liệu ở dạng cao lỏng hay thuốc bột. Về liều lượng được khuyến cáo như sau: cồn từ hạt khoảng 2 đến 6 gram trên ngày, bột từ hạt khoảng 3 đến 6 gram trên ngày, cao lỏng khoảng 1 đến 3 gram trên ngày, bột từ vỏ khoảng 10 gram trên ngày. Cả lá xè, dùng phần trên mặt đất phơi hay sấy khô, dùng để bán tổng hợp các thuốc steroid, có tác dụng chống viêm nên cũng dùng để chữa thấp khớp. Ô đầu, rễ củ được thu hái để làm thuốc, rễ con được gọi là phụ tử, củ cái được gọi là ô đầu. Theo đông y, ô đầu dùng để điều trị đau mỏi chân tay sai khớp, tê bại, chấn thương gây đau nhức, trúng gió phát kinh, chân tay lạnh ở trẻ nhỏ và co giật méo mồm. Theo nghiên cứu dược lý hiện đại, tác dụng đối với hệ thần kinh, gây ngứa, sau chuyển sang cảm giác nóng, bỏng và sau đó làm mất cảm giác tê bại, tăng cường tuyến nước bọt, ức chế trung khu hô hấp và hạ thân nhiệt. Tác dụng giảm đau, có tác dụng ức chế dẫn truyền thần kinh và khiến não bộ không cảm nhận được tín hiệu đau. Tác dụng chống viêm trên thực nghiệm. Bách bộ, bộ phận dùng, rễ củ, chữa ho gà, run kim, chàm lờ, thương phong khái thấu, phế lao và cháy giận. Tác dụng diệt một số loại ký sinh trùng như muỗi, bọ chét, cháy giận và ấu trùng ruồi. Kháng một số trùng khuẩn, tác dụng lên hệ hô hấp, giúp làm giãn cơ và thông khí, ức chế phản xạ ho, làm giảm ho, điều trị run và diệt côn trùng, có tác dụng tiêu diệt và làm sạch vi khuẩn ở ruột già. Kháng vi khuẩn bệnh phó thương hàn và lịm.